Thưa bà con nông dân và các bạn, Bắc Bình được biết đến là một xã miền núi của huyện Lập Thạch với phần lớn diện tích đất canh tác là đất vườn đồi. Do đó, trong những năm qua, địa phương đã chủ động tận dụng mọi lợi thế để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Để khai thác tối đa quỹ đất vườn đồi của địa phương, xã Bắc Bình đã khuyến khích người dân mạnh dạn phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm như nuôi lợn thịt, gà thịt thương phẩm, chim bồ câu Pháp. Hiện toàn xã có gần 500 con trâu bò, trên 4.000 con lợn và hàng chục nghìn con gia cầm. Trong đó tập trung phát triển mạnh và chủ yếu chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Tiêu biểu như gia đình anh Trần Văn Kiên, thôn Hữu Phúc đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn nái và lợn thịt thương phẩm kết hợp nuôi chim bồ câu Pháp được gần 4 năm nay. Hàng năm anh đã chủ động nhân giống, tăng đàn, phát triển chăn nuôi. Đến nay chuồng trại của gia đình anh có 50 con lợn nái, 200 con lợn thịt thương phẩm và 400 chim bồ câu bố mẹ. Bình quân mỗi năm trừ chi phí gia đình anh cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Cũng như gia đình anh Kiên và nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn xã đã đầu tư vào chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những năm gần đây, cây ổi được xem là một trong những cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô. Và trên thực tế, đã có hàng chục hộ dân nơi đây thoát được nghèo từ trồng ổi. Hiện nay, toàn xã Đôn Nhân có khoảng trên 10 hộ trồng ổi với diện tích lớn từ 5 sào trở lên. Số hộ trồng ổi với quy mô nhỏ và vừa có đến cả trăm hộ. Gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Trung Kiên là điển hình phát triển kinh tế ở địa phương nhờ hiệu quả thu được từ cây ổi. Hiện nay gia đình bà Lý có gần 300 gốc ổi. Hàng năm trừ chi phí, gia đình bà thu lãi gần 100 triệu đồng. Giống ổi này rất là ngọt và ngon so với thị trường. Như tôi đi xuống Xuân Hòa bán là tôi có chiếm tính thị trường ở dưới đấy rồi. Toàn người quen lấy thôi. Nhiều hộ dân nơi đây cho biết cây ổi là cây ăn quả dễ trồng. Và người trồng ổi cần chăm chỉ và chú ý những kỹ thuật như thời gian bọc quả, bón phân, tỉa cành. Cây sẽ cho thu hoạch quả quanh năm. Hiện nay người trồng ổi ở Đôn Nhân chủ yếu tiêu thụ sản phẩm qua thương lái hoặc bán buôn, bán lẻ tại các chợ trong vùng và một số địa phương lân cận. Do chất lượng sản phẩm tốt, đường thương lái và người dân tin dùng nên những năm qua, nông dân ở xã Đôn Nhân không quá khó khăn để tiêu thụ ổi. Bà con trồng ổi ở đây luôn mong muốn được quảng bá rộng rãi ổi Đôn Nhân đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cũng như trên cả nước. Có như vậy mới đảm bảo đầu ra ổn định lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Với nhiệm vụ chính là thực hiện giải ngân đối với các tổ chức cá nhân vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa. Những năm gần đây, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đã cho thấy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tổng nguồn vốn dư nợ tính đến cuối tháng 3 năm 2017 của quỹ đạt gần 56 tỷ đồng. Trong đó dư nợ ngắn hạn là gần 42 tỷ đồng, trung và dài hạn là trên 13 tỷ đồng. Phần lớn khách hàng vay vốn tại đơn vị đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả đem lại cao. Là khách hàng vay vốn đã nhiều năm của quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lập Thạch, gia đình anh Dương Văn Hải đã đầu tư xây dựng chuồng trại chuyên chăn nuôi gà thịt, 100% con giống là của trại gà Dapaco. Trong quá trình chăn nuôi, nhờ được tập huấn kỹ thuật nên hiệu quả chăn nuôi của gia đình anh rất cao. Hiện nay gia đình anh Hải đang nuôi trên 1 vạn con gà, mỗi lứa gà nuôi trong khoảng 3 tháng thì cho xuất bán. Trung bình mỗi con từ khi nuôi đến khi xuất bán đạt trọng lượng trên 2 kg. Với giá bán hiện nay từ 52.000 đến 55.000 đồng 1 kg, trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng. Tại tôi đang chăn nuôi con gà giống là gà Dapaco và cái lịch của nó đã được các chuyên gia thú y đã hướng dẫn tận tình rồi và mình áp dụng theo cái phương thức đó và con gà cũng đã phát triển rất tốt rồi, không phải lo dịch bệnh. Tuy nhiên, với quy mô chăn nuôi lớn thì nhu cầu nguồn vốn đầu tư là rất lớn. Đối với những hộ chăn nuôi như gia đình anh Hải, rất mong muốn được tiếp cận nguồn vốn lớn hơn với lãi suất ưu đãi hơn. Hiện tại gia đình chúng tôi là vẫn đang vay và mượn ở chỗ quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lập Thạch và cái mức vay thì nó cũng là rất là thấp, từ 300 triệu đổ xuống. Cái mong muốn là cũng muốn vay khoảng tầm 5 đến 700 triệu để cái nhu cầu mình mở rộng thêm này, rồi mọi cái trang trải nó bớt về phụ thuộc vào các phía đối tác khác, ví dụ như là cám này, ví dụ như là con giống này. Từ nguồn vốn giải ngân cho vay kịp thời của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lập Thạch trong thời gian qua đã giúp cho gia đình anh Hải và các hộ gia đình khác đầu tư sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn thị trấn Lập Thạch.